Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em có thêm một chiếc Ford EcoSport. Chiếc này của em là sản xuất năm 2017, màu đỏ, biển số Hà Nội 30E711.81. Chiếc xe này thì hiện tại vừa được mua xong, cho nên là những cái chi tiết như bị xước sát hay là một số cái chi tiết nhỏ vẫn còn nguyên, em chưa làm gì cả, còn nguyên bản mọi người nhá. EcoSport này là một trong số những chiếc xe bán chạy nhất được phân khúc, có thể nói là crossover hạng A. Đấy, phân khúc hạng A. Cho những chiếc nói nôm na một chút nữa, ngắn gọn hơn một chút nữa thì có thể nói là chiếc gầm cao cỡ nhỏ. Đấy, để cho mọi người dễ dàng và hiểu hơn. Chứ nói tiếng Anh nhiều bác là ở quê là không hiểu ạ. Ngắn gọn nhá, chiếc gầm cao cỡ nhỏ. Đó, nhỏ gọn, màu đỏ. Chiếc này thì rất là phù hợp cho quý khách hàng nào mà lái xe, có thể là trình độ lái xe nó chưa được gọi là chưa được đỉnh cao ấy, thì những chiếc này sẽ rất là phù hợp này. Tại vì lên vỉa hè, vỉa hước thì nó rất là dễ, tiện lợi khi mà chúng ta lên vỉa hè. Đó, xe em vừa mua xong nhá mọi người nhá. Cốp để đồ thì rộng rãi, thoải mái. Nhìn nó thể thao hơn một chút khi có cái quả lốp sơ cua để đằng sau, để khu vực này. Đó. Ở trong cái phân khúc này thì giá rẻ và được gầm cao như chiếc này thì gần như là chỉ có mỗi chiếc này là bán chạy nhất thôi. Nội thất còn khá là mới, tươi. Trần xe đây. Bản này của em là bản Titanium mọi người nhá. Ford EcoSport bản Titanium. Bản này thì sẽ có thêm cửa sổ trời này, có vành, có bộ vành R16 đó. 205 60 R16 ạ. Đó. Ni lông còn vẫn còn bọc à. Xe sản xuất năm 2017 mọi người nhá. Em sẽ quay nhanh một chút để cho quý anh chị có thể nhìn qua qua. Đó. Tất cả các phím bấm ở đây nó bụi nó bẩn thôi nhưng rất là mới. Màn hình thì được độ thêm màn hình Android thông minh rồi, có đèn ổ start stop. Thay dàn lốp Michelin ạ. Rồi, ở cái video này em sẽ quay ngắn một chút nhá, tại vì bên dọn nội thất đang ở đây chờ em để lấy xe rồi, thì em quay để cho mọi người nắm được thông tin. Hiện tại thì em có một chiếc Ford EcoSport sản xuất năm 2017, màu đỏ, biển số Hà Nội 30E711.81. Hiện tại thì chiếc xe này của bên em đang được bán ở trên thị trường với giá là 475 triệu mọi người nhá. Giá thì có thể alo cho em để trao đổi và thương lượng trực tiếp. Còn nếu anh chị muốn xem hình ảnh thực tế của chiếc xe này thì có thể alo cho em hoặc inbox cho em qua Zalo, Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo. Em sẽ gửi hình ảnh thực tế của chiếc xe này để cho quý anh chị có thể xem và trải nghiệm thực tế. Bên em có thể hỗ trợ anh chị vay 70% giao xe toàn quốc cho tất cả quý vị và anh chị luôn. Ngoài ra nữa thì bên em vẫn có dịch vụ mua xe, đổi các xe, giao xe toàn quốc cho quý anh chị. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em trong video này. Mọi người đừng quên là ấn like và đăng ký kênh YouTube này của em. Cho em xin một lượt comment nhận xét về chiếc xe của em, cũng như là phần giới thiệu xe của em. Cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.